các bạn khóa 7 và khóa 8 đang ngồi ở đây thì các bạn đều có điểm chung là đã và đang có những sự lựa chọn khác biệt hơn so với các bạn cùng trang lứa khác. Thay vì các bạn chọn cho mình một cánh cổng đại học, một cánh cổng cao đẳng, thì các bạn chọn cho mình một cánh cổng trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam để là nơi giúp các bạn thực hiện hóa ước mơ, để là nơi các bạn hoàn thành được những mục tiêu và dự định của chính mình. Và khi mà các bạn vào trường thì các bạn không chỉ mang những hành lý cá nhân của mình theo đâu, mà các bạn còn mang theo cả niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình, của bản thân, của bạn bè. Và đôi khi đó là cũng là chính các bạn nữa. Để rồi đây khi mà chúng em nhìn lại cái chặng đường vừa qua, nhìn lại một năm học vừa qua, có lẽ không chỉ riêng em mà các bạn học viên khóa 7 đều sẽ cảm thấy rằng là trân quý, tự hào và xen chút đó là những sự tiếc nuối nữa. Và phải quay lại thời gian một chút. Khi mà em mới vào trường thì nhà trường sắp xếp cho em ở phòng 401. Không biết là các chị em của phòng 401 thì mình đâu rồi ạ? Dạ vâng ạ. Dạ em đã nhìn thấy rồi ạ. Thì phòng em có 10 chị em. Thì 10 chị em có cái tính cách và có cái thế mạnh riêng của mình, có tính cách khác nhau, có thế mạnh riêng của mình. Và hơn hết nữa là các chị em đều chung một cái, hoàn cảnh, đó là các chị em đi học xa này và đến một môi trường mới mà phải thích nghi, phải làm quen được những nhiều bạn, rồi từ những người lạ đó lại trở thành chính một phần trong mình, một gia đình của mình. Và thực sự thì các chị em trong cái khoảng thời gian một năm học đấy thì các chị em luôn giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi được lẫn nhau rất là nhiều. Và để nhìn lại quá trình đó thì đôi lúc rằng là các chị em có những cái sự bất đồng, có những cái sự không đồng tình về nhau. Tuy đôi khi chỉ là một câu nói thôi cũng có thể đánh mất đi cả một mối quan hệ. Và lúc đó thì sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi thì mình nhìn lại và mình nói giá như mình hạ cái tôi của mình xuống một chút, và giá như mình không nói ra những lời như thế thì mọi chuyện cũng có thể là rất ổn thỏa, phải không ạ? Mà tuy nhiên sau những cái khoảng thời gian như vậy thì các chị em đều nhìn lại và đều trân quý nhau hơn và đều hiểu nhau hơn. Và em nhớ nhất đặc biệt là những cái khoảng thời gian mà sau khi thu điện thoại, sau khi thu các thiết bị máy tính thì các chị em luôn có những cái câu chuyện gọi là nhìn lẻ nhiều đêm ấy ạ. Những cái câu chuyện về gia đình, về bản thân và về cả cái những dự định trong tương lai của chị em nữa. Có những lúc là các chị em mải tâm sự với nhau xong rồi còn ngủ quên luôn cơ. Đó. Xong nói đến bây giờ khi mà trải qua, khi mà chúng em đi làm được hơn một tháng rồi, nghĩ lại những cái kỷ niệm đó, phải chăng mình muốn có thêm những kỷ niệm nữa? Bây giờ liệu có được nữa không? Phải chăng nó quá khó để thực hiện? Và cái khoảng thời gian đấy cũng trôi đi thật nhanh. Trong cái quá trình chúng con rèn luyện và học tập tại trường thì chúng con không thể quên những cái hậu phương vững chắc luôn ở bên chúng con. Đó, đôi lúc trước khi đi ngủ thì con nhớ đến mẹ, hình ảnh người mẹ của con
dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị hàng. Hoặc là con nhớ đến hình ảnh người bố của con. Hình ảnh người bố với làn da rám nắng và đôi tay chai sạn. Và lúc đó thì con nghĩ rằng là không chỉ con đâu mà các bạn, cả các bạn nữa. Các bạn sẽ luôn đặt gia đình mình, luôn luôn đặt gia đình mình ở trong trái tim và luôn hướng về gia đình mình. Bố mẹ, chúng con tuy xa gia đình nhưng mà chúng con vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Bởi vì chúng con có những người thầy cô, có những người bạn và có những người bạn mà luôn quan tâm, luôn giúp đỡ chúng con khi con cần. Và hơn hết đó là gia đình của chúng con. Và lời cuối cùng thì em không biết nói gì hơn ngoài những lời con gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, người đã sinh thành ra chúng con, người đã nuôi dưỡng chúng con. Và con muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và đặc biệt hơn là thầy Ngô Minh Tuấn, người đã sáng lập ra tập đoàn CEO Việt Nam Global để cho chúng con có một môi trường để gặp được những người bạn mới, những người thầy và hơn hết đó là gia đình. Và một lần nữa, con xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và để cho con có cơ hội lên đây để con chia sẻ những cái cảm xúc của mình, những cái cảm nhận của mình sau một năm học vừa rồi. Và con cảm thấy rằng là mình rất hạnh phúc khi đứng tại đây và học tại mái trường này. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Phần phát biểu thật sự để lại nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn bạn.